Nguyên nhân khiến trẻ em bị gan nhiễm mỡ. Nhiều người cho rằng gan nhiễm mỡ chỉ có thể xảy ra ở người lớn, những trường hợp béo phì hay là bia rượu, mà không biết trẻ em cũng có thể mắc căn bệnh này. Gan nhiễm mỡ ở trẻ em còn được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đây là tình trạng chất béo dư thừa được tích trữ trong gan. Gan nhiễm mỡ ở trẻ em có hai thể chính là gan nhiễm mỡ nhẹ và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Các chuyên gia vẫn chưa biết chính xác lý do tại sao một số người tích tụ chất béo trong gan, trong khi người khác thì không. Gan nhiễm mỡ đều có mối liên hệ với những điều như sau. Đầu tiên là bệnh lý. Trẻ bị các bệnh mãn tính như hội chứng thận hư, hội chứng chuyển hóa bệnh đái tháo đường, gây ra tình trạng chán ăn, rối loạn tiêu hóa, sụt cân hoặc là năng lượng cung cấp cho cơ thể không đủ. Khi đó mỡ tích tụ trong cơ thể bị phân giải thành axit béo chuyển tới gan. Trong trường hợp cơ thể không sử dụng hết, phần mỡ dư thừa sẽ tồn tại ở gan. Nguyên nhân di truyền. Một số trường hợp trẻ bị gan nhiễm mỡ liên quan di truyền do một vài loại gen nhạy cảm ảnh hưởng quá trình chuyển hóa mỡ trong cơ thể, khiến chúng tích tụ nhiều hơn ở gan. Nếu có cha mẹ mắc béo phì hay bị gan nhiễm mỡ, nguy cơ trẻ bị bệnh cao hơn trẻ khác. Thừa cân béo phì. Trẻ bị thừa cân béo phì khiến gan tích tụ mỡ nhiều hơn, gây nên bệnh gan nhiễm mỡ. Sử dụng thuốc. Thuốc hoặc là thực phẩm chức năng sử dụng không đúng cách có thể gây hại tới gan, khiến mỡ tồn đọng trong gan, đặc biệt là những thuốc đào thải qua gan. Ăn nhiều thực phẩm chứa đường, chất bảo quản, chất béo bão hòa. Những thực phẩm không lành mạnh này dẫn tới rối loạn chuyển hóa trong gan, khiến gan tổn thương nhiễm mỡ. Triệu chứng gan nhiễm mỡ ở trẻ em. Bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em diễn tiến âm thầm với ít hoặc là không có triệu chứng. Trẻ có thể không có triệu chứng ngay cả khi chúng phát triển thành xơ gan. Tuy nhiên, một khi có các triệu chứng thì trẻ đã có thể bị tổn thương gan vĩnh viễn. Nếu trẻ có các triệu chứng của bệnh, trẻ có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc là khó chịu vùng gan ở phía bên trên phải của bụng. Biến chứng của gan nhiễm mỡ trẻ em. Trẻ em bị gan nhiễm mỡ có nhiều nguy cơ các biến chứng về gan và các vấn đề sức khỏe khác. Phần lớn trẻ bị gan nhiễm mỡ nhẹ thường không phát triển các biến chứng về gan. Tuy nhiên, một số bị gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến các biến chứng về gan như xơ gan và ung thư gan. Nếu xơ gan dẫn đến suy gan, trẻ có thể phải ghép gan. Trẻ em bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ mắc một số bệnh như tiểu đường type 2, hội chứng chuyển hóa, tăng mỡ máu, tăng huyết áp. Những trẻ mắc hội chứng chuyển hóa có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và xơ cứng động mạch khi trưởng thành. Điều trị gan nhiễm mỡ ở trẻ em. Trẻ thừa cân hoặc béo phì thì nên giảm cân để điều trị gan nhiễm mỡ, tránh đồ uống có đường, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, tập thể dục cường độ trung bình đến cao hàng ngày và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.